Ông làm gì vậy? Ông giả to gan, dám chạy trốn hả? Cậu ơi, tin được dịch thuyết minh cô đã sát hại cậu tôi. Sao các người lại hại cậu tôi? Tại sao chứ? Bởi vì ông ta không nghe lời, nên tôi phải lấy mạng ông ta. Nếu cô không nghe lời, tôi cũng sẽ lấy mạng cô. Cô là đàn bà độc ác. Tôi sẽ không giữ bất kỳ bí mật nào cho cô nữa đâu. Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho đại thiếu gia. Tôi vốn không định lấy mạng cô. Nếu cô đã không biết điều như vậy, thì tôi sẽ cho cô đi gặp cậu của cô. Ngô Ngọc Hà, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Phạm Bảo Thi, tôi biết ngay là cô mà. Tuyết Nhi, mau đưa Hoàng Phụ đi tìm đại thiếu gia đi. Mau đi thôi.
Tuyết Nhi, phim được dịch, Thuyết Minh và cô nói đi. Tại E-Film TV. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói đi. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói đi. Tuyết Nhi, cô nói cho tôi biết đi. Là Phạm Bảo Thi hại cô ấy. Phạm Bảo Thi với bác sĩ Ngô vẫn luôn theo dõi các anh. Kim độc của cô ta chính là loại kim độc đã đoạt mạng chú Trung và chú Nghĩa. Sau khi tôi phát hiện ra, tôi muốn nói cho các anh biết, nhưng họ đã bắt cậu tôi để uy hiếp tôi. Nếu tôi không nghe lời họ, họ sẽ lấy mạng cậu tôi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tôi có lỗi với các anh. Nếu tôi nói với anh rằng Phạm Bảo Thi không hề ở trong tù, anh sẽ nghĩ gì? Cô muốn nói gì? Cũng phải có bằng chứng mới được. Phạm Bảo Thi vì đoàn làm phim đã tự đưa mình vào thế khó, vậy mà chúng ta lại nghi ngờ cô ấy. Đừng nghi ngờ lung tung nữa. Phạm Bảo Thi cô ấy đã đáng thương lắm rồi. Cô không thấy làm vậy quá tàn nhẫn sao? Ngoài ông, tôi sẽ lấy mạng cô. Anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ báo thù cho chị Hà, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Phạm Bảo Thi vẫn luôn theo dõi chúng ta. Bây giờ chắc là cô ta đã biết kế hoạch ngày mai của chúng ta rồi. A Phi, cậu phải bình tĩnh. Chúng ta nên nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Phạm Bảo Thi đã bại lộ thân phận. Rất có khả năng cô ta dẫn theo người tới bến sông Nam tìm vàng. Đúng đó, chúng ta phải mau chóng đưa vàng ra khỏi bến sông Nam. Nhưng đang lúc nửa đêm thì chuyển đi đâu được chứ? Hoàng Phong, em đi tìm Trần ra đi. Ý của anh là chuyển vàng đến bến cảng Trần Gia. Đây là cách duy nhất. Chỉ cần không cho người Nhật biết vàng ở bến sông Nam, chúng ta sẽ có cơ hội vận chuyển vàng ra ngoài. Được, bây giờ em sẽ đi nhờ ông Trần giúp. Anh bình tĩnh lại nhé. Anh không sao, anh nhất định phải bình tĩnh. Anh bình tĩnh rồi, anh bình tĩnh rồi đây. Không sao, anh ổn mà. Hoàng Phong, chuyển vàng ra ngoài là tâm nguyện lớn nhất của Ngọc Hà. Em biết rồi mà. Chúng ta nhất định phải giúp cô ấy hoàn thành. Em hiểu mà anh. Đi đi, em mau đi đi. Anh Thành, anh mau đi tìm Tần ra đi. Nói với cô ấy chuyện này. Cứ nói rằng tôi sẽ đem vàng chuyển tới bến cảng Trần Gia. Tôi sẽ nhanh chóng tập hợp với mọi người. A Phi, nghe anh Thành. Phải bình tĩnh. Tôi bình tĩnh rồi, yên tâm đi. Anh cứ yên tâm, tôi đi đây.
Ngọc Hà, cô chở tôi trở về nhé. Chờ tôi về nhé. Hoàng Phi, tôi đã nghe chuyện của các cậu rồi. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi phải đi tìm Tần gia. Thứ ở trên thuyền, cậu yên tâm, tôi sẽ đích thân canh chừng ở đây, chờ các cậu quay lại. Hoàng Phong, đi thôi. Tôi đã nói với cô rồi mà, hãy để tôi trực tiếp đưa quân đội tới cướp vàng. Nhưng cô cứ đòi chinh phục Võ Hoàng Phi. Hay rồi, nếu không tìm được vàng, tôi xem cô sẽ giải thích với cấp trên kiểu gì. Tôi với anh tôi đã chuyển vàng đến bến cảng Trần gia. Có lẽ trong thời gian ngắn, người Nhật sẽ không phát hiện ra. Tạm thời 18 tấn vàng vẫn an toàn, có nên hành động trước không? Chúng ta sẽ trực tiếp chuyển vàng từ bến cảng Trần ra. Không được, vận chuyển bằng đường thủy không còn an toàn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đổi sang đường bộ. Không phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi sao? Đi đường bộ quá mạo hiểm. Điều tôi lo lắng bây giờ là Phạm Bảo Thi đã biết chúng ta muốn vận chuyển vàng bằng đường thủy. Chúng ta phải tương kế tiểu kế, hãy khiến bọn họ chú ý tới đường thủy. Dừng đồng tích tây, đó là một ý hay. Chỉ là đội ngũ đi đường thủy sẽ trở thành mục tiêu của người Nhật. Chuyện này rất nguy hiểm. Tần gia, tôi đi đường thủy. Tôi với người Nhật đã đọ sức nhiều lần, tôi có kinh nghiệm. Anh Thành, anh đi đường thủy thì ai đi đường bộ? Tôi đi đường thủy thì đương nhiên là cậu đi đường bộ. Chuyện này tuyệt đối không được. Bây giờ người Nhật đã để mắt tới tôi. Tôi đi tới đâu, họ đi tới đó. Tôi không thể ở cạnh vàng thật. Như vậy, để Hoàng Phong đi đường bộ, Hoàng Phong cũng vậy. Anh em Võ gia chúng tôi đều là đối tượng mà chúng theo dõi chặt chẽ. Anh trai tôi nói đúng. Anh Thành, ngay khi tôi lên thuyền, người Nhật sẽ để mắt tới tôi. Như vậy, anh sẽ có cơ hội mang vàng đi đường bộ. Nhưng Tần gia, chúng ta không còn thời gian nữa. Đây là cách tốt nhất rồi. Tôi đồng ý với quyết định của anh trai tôi. Sáng sớm mai, tôi sẽ lên thuyền với anh trai tôi. Hoàng Phong, anh đừng khuyên em nữa. Dù anh nói gì, em cũng sẽ đi cùng anh. Được rồi, chúng ta đi cùng nhau. Tần gia, vàng đang ở trên thuyền ở bến cảng Trần gia. Nhờ cô tìm một vài người đáng tin cậy, chuyển vàng đi càng sớm càng tốt. Không thành vấn đề. Ngoài ra, tôi có một thỉnh cầu. Cậu nói đi. Chuẩn bị cho tôi một lô thuốc nổ. Càng nhiều càng tốt. Thuốc nổ. Báo cáo thiếu tá, đã kiểm tra các chuyến tàu cập bến, không tìm thấy gì cả.
Cô Kazumi, cô định làm gì vậy? Tìm manh mối của 18 tấn vàng. Nếu ngày mai không tìm thấy vàng, để xem cô còn kiêu ngạo được không. Thuốc nổ. Tần gia, muộn thế này rồi, tôi tìm thuốc nổ ở đâu đây? Tôi không quan tâm cậu dùng cách nào. Ngày mai trước khi trời sáng, cậu phải đem thuốc nổ tới bến sông Nam. Được, tôi hiểu rồi. Cô Kazumi, sao lại là cô? Có vẻ như anh không muốn gặp tôi nhỉ? Phim được dịch Thuyết Minh. Đâu có. Sao mà vậy được chứ? Tôi chỉ là... Nếu anh muốn sống thì nói cho tôi biết, rốt cuộc thì Võ Hoàng Phi dùng cách gì để chuyển vàng ra khỏi Thượng Hải. Tôi không biết. Tôi nói, tôi sẽ nói mà. Tôi sẽ nói cho cô. Tôi sẽ nói hết. Họ, bọn họ, bọn họ chia người thành hai nhóm. Võ Hoàng Phi sẽ dẫn một nhóm đi đường thủy, nhóm còn lại anh Thành sẽ dẫn bọn họ đi đường bộ. Chia làm hai đường. Nói như vậy thì Võ Hoàng Phi vận chuyển bằng đường thủy là vàng giả. Sao cô biết? Cái này đơn giản mà. Chúng tôi luôn theo dõi anh ta. Anh ta đi đâu chúng tôi đi đó. Đương nhiên anh ta sẽ không dám vận chuyển vàng. Nhưng làm như vậy, Võ Hoàng Phi sẽ không còn con đường sống. Tần gia bảo tôi tìm thuốc nổ cả đêm. Chắc là định kéo người Nhật các cô chết chung. Không cần tìm nữa đâu. Tôi sẽ cho anh. Cô cho tôi. Anh muốn bao nhiêu, tôi cho anh bấy nhiêu. Ý cô là sao? Cô đừng quên rằng số thuốc nổ này dùng để đối phó với người Nhật các cô. Đừng hỏi nhiều nữa. Đi theo tôi tới gặp Trần Thiên Sơn lấy thuốc nổ. Tần gia, Hoàng Phi, Nguyên Phong lấy được thuốc nổ rồi. Cậu ấy đang chuyển lên thuyền theo kế hoạch. Bên phía anh Thành chuẩn bị sao rồi? Vàng đã được chất lên xe tải. Để che mắt người ngoài, Trần Bá Long đã chia nhỏ 18 tấn vàng và đóng vào thùng hàng của ông ta. Bây giờ đầu đá đang hỗ trợ ông ấy. Tần gia, sau khi tôi xuất phát, các người phải canh chừng cẩn thận. Chờ đến khi người Nhật đi theo tôi thì thông báo cho anh Thành lập tức xuất phát. Tôi hiểu rồi. Hoàng Phi, cậu nói thật cho tôi biết,
Cậu muốn nhiều thuốc nổ như thế, có phải cậu định đồng quy vu tận với người Nhật đúng không? Nếu có thể sống sót trở về, hà cớ gì tôi phải khiến bản thân mất mạng? Nhưng nếu không còn đường lui, thì Võ Hoàng Phi tôi dù có mất mạng cũng phải kéo theo bọn Nhật kia. Tôi hy vọng các cậu sống sót trở về. Vậy chúng tôi đi đây. Bảo trọng. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại ICTV. Sao rồi? Tôi đã làm theo lời cô Kazumi can dặn, đưa thuốc nổ cho Nguyên Phong. Tôi vừa cử người đến bến sông Nam xem rồi. Họ đang vận chuyển lên thuyền. Làm tốt lắm. Tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Cảm ơn cô Kazumi. Tôi chỉ không hiểu Võ Hoàng Phi đem nhiều thuốc nổ lên thuyền như thế, anh ta định làm gì vậy? Cô Kazumi, tôi đã chuẩn bị cả ngày rồi, sao giờ cô mới đến? Tôi không vội. Anh vội cái gì? Cô Kazumi, cô, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Anh đừng nhiều lời nữa. Anh bảo người của anh lên xe, tôi cũng phải biết đi đâu chứ. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến nơi thì anh sẽ biết thôi. Đi, nhanh lên. Trưởng quan, thuyền đánh cá phía trước nặng hơn bình thường, nhất định đang chở vật gì rất nặng. Cậu ra lệnh thuyền chúng ta tăng tốc tối đa. Vâng. Thuyền đang chở 18 tấn vàng, tất nhiên là nặng rồi. Anh ơi, họ đến rồi. Đi xem thử. Họ đến rồi. Tốt quá đi. Đi thôi. Vâng. Hoàng Phong, sau khi nhảy xuống biển phải bơi về phía bờ đấy. Đúng rồi, nếu em bị chuột rút, em cũng đừng sợ. Một lát là sẽ khỏi thôi. Còn anh thì sao? Em đừng lo cho anh nữa. Anh sẽ ở lại đây châm ngòi thuốc nổ. Không cần anh ơi. Đây là cái gì? Đây là cái gì vậy? Anh đừng bấm lung tung. Đây gọi là bom hẹn giờ. Khi chúng ta hẹn sẵn giờ, đến giờ nó sẽ tự động phát nổ. Em đừng lừa anh nữa. Bom sẽ tự động nổ sao? Đặt giờ trước đã. Chỉ cần 5 phút. Hoàng Phong, em xong chưa? Em đến đây. Em đã đặt xong giờ rồi. Em để bao lâu? 5 phút. 5 phút? Sao vậy anh? Nhìn tốc độ này, 5 phút, họ không theo kịp chúng ta đâu. Em đi sửa lại đi. Anh ơi, thời gian đã đặt rồi thì không thể sửa được nữa. Sửa lại không được sao? Đúng. Em đi lấy súng cho anh. Anh lấy súng làm gì? Em nhanh lên, với lại dừng thuyền lại ngay. Hành động. Em nhanh lên. Anh ơi, súng đây. Súng máy sao? Hỏa lực mạnh. Được thôi. Anh đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng bắn nhé. Vâng. Em dùng cái này hả? Đúng vậy. Được thôi.
còn bao nhiêu phút nữa? Em quên rồi. Chúng ta mau chạy đi. Phim được dịch, thuyết minh. Báo cáo thiếu tá, thuyền phía trước đã dừng lại. Võ Hoàng Phi, tôi xem cậu còn có thể chạy đi đâu. Các người lái thuyền đến đó. Nhanh, nhanh lên, nhanh nào. Tấp vào đó. Nhanh lên nào. Con mụ Nhật Bản này đã đến thương hội tìm Kamaku ra sao? Cô ta vừa vào trong một lát, Kamaku ra liền vội vã chạy ra. Một lúc sau cô ta cũng bước ra. Tôi đi theo cô ta, thì cô ta lại đến chỗ chúng ta. Cô ta tìm Kamaku ra làm gì? Tôi biết anh sẽ quan tâm đến chuyện này, nên tôi đã bảo tài xế đi theo anh ta. Cậu thông minh đấy. Kamaku ra đi đâu thế? Kamaku ra đến bến sông Nam. Anh ta lên một chiếc thuyền đánh cá. Sau đó Võ Hoàng Phi cũng ra biển luôn. Kamaku ra liền đuổi theo anh ta. Khởi động xe. Anh ơi, người phụ nữ Nhật Bản đó vẫy tay kìa. Đi theo cô ta. Nhanh lên. Anh Thành, có người đang theo chúng ta suốt đường đi. Có vẻ là có người muốn kiếm chuyện với chúng ta rồi. Cậu báo với các anh em ở xe trước, dừng lại ở khúc cua. Dạ. Dừng lại. Cô Kazumi, bây giờ chúng ta làm gì? Bảo các anh em tấn công từ hai phía. Cậu mau đi sắp xếp. Dạ vâng. Mọi người, đi theo tôi. Nhanh lên. Các anh em, cầm vũ khí lên cho tôi. Thay vì bị họ bám đuôi, sao chúng ta không xử họ luôn? Chỉ cần vài người canh chừng vàng thôi, những người khác đi theo tôi. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Bắn họ cho tôi.
Xử hết họ cho tôi, đừng cho ai sống đến ngày mai. Đúng rồi, là số vàng đó. Tất cả đều ở đây hết. Anh là làng gì thế? Anh tưởng số vàng này đều là của anh sao? Tôi nói các người nghe, số vàng này đều thuộc về đế quốc Nhật Bản. Không ai được động vào nó hết. Đế quốc Nhật Bản. Tôi và anh em của tôi liều mạng để giành lại số vàng này. Cô không có chút biểu hiện gì sao? Anh muốn cái gì? Không phải tôi đã hứa với anh rồi sao? Chỉ cần anh và các anh em của anh giúp tôi chuyển số vàng này ra khỏi đây an toàn, tôi lập tức ra tay giúp anh làm một chuyện. Tài sản của nhà họ Trần, tôi muốn. Vâng, tôi muốn một nửa. Được thôi. Các anh em, lái xe tải đi. Sau khi về tôi sẽ thưởng cho các anh em. Vâng. Đây là nơi nào? Không lẽ là nhà kho bí mật của người Nhật các người? Anh đừng hỏi những gì anh không nên biết. Anh biết càng nhiều càng không tốt cho anh. Được thôi, tôi không hỏi. Các anh em, nhanh tay lên. Phim được dịch thuyết minh. Những người này có cần? Tạm thời không cần. Giữ chúng lại vẫn còn có tác dụng. Đến thời điểm chín mùi, cô mới cho họ biến mất. Cái gì? Quân đội Nhật Bản các người muốn tấn công Thượng Hải sao? Anh nên tự hào mới đúng. Bởi vì anh có lẽ là người Trung Quốc đầu tiên biết được tin này. Sao cô lại nói chuyện này với tôi? Bởi vì tôi cần anh và các anh em của anh làm một việc giúp tôi. Tướng quân, ngài tìm tôi. Cả một buổi chiều, cô đã đi đâu thế? Báo cáo tướng quân, tôi nhận được lệnh của đặc vụ cấp cao. Họ yêu cầu tôi tối nay toàn lực phối hợp với quân đội của chúng ta tấn công Thượng Hải. Thì ra là vậy. Cô sắp xếp hết chưa? Tôi nghĩ quân đội Trung Quốc sẽ không từ bỏ kháng cự. Vì vậy, tôi đã âm thầm tổ chức một đội ngũ người Trung Quốc để bắn lén sau lưng quân đội Trung Quốc, giúp quân ta dọn sạch chướng ngại vật. Cách của cô rất hay. Chỉ là những người này có đáng tin không? Tướng quân yên tâm, họ rất đáng tin cậy. Tốt lắm. Nếu chúng ta thực sự muốn chiếm đóng Thượng Hải, thống trị Trung Quốc, thì cần một nhóm người như vậy. Chính vì những chuyện này, tôi mới không thể tự mình theo dõi tung tích của Vàng, nên tôi giao việc này cho anh Kamakuza. Không biết anh Kamakuza bây giờ thế nào rồi? Kamakuza đã hy sinh rồi. Hy sinh rồi sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Những người Trung Quốc xảo quyệt đã đặt bom hẹn giờ trên thuyền.
những người lính của đế quốc đã hy sinh ở đó. Vậy số vàng đó, chiếc thuyền đã bị nổ tung, ngay cả cái bóng màu vàng cũng không thấy. Số vàng đó không còn nữa. Vậy kế hoạch của tướng quân, cho nên tôi rất tức giận. Nhưng số vàng đó đã chìm xuống đáy sông mà không rơi vào tay quân đội Trung Quốc, cũng coi như có thể cho quân đội một lời giải thích. Tướng quân Cao Minh, tôi đã báo cáo tình hình với quân đội rồi. Tôi hy vọng lát nữa khi cô báo cáo với đặc vụ cấp cao, cô có thể khớp với lời nói của tôi. Tướng quân yên tâm, tôi sẽ toàn lực phối hợp với tướng quân. Cô báo cáo đi. Vâng. Nỗi lo lắng trong lòng Kazumi Kazoko cuối cùng cũng tiêu tan. Độc chiếm 18 tấn vàng không phải là quyết định nhất thời của cô ta, mà là khi cô ta nghe nói tướng quân Matsushita cũng định dùng số vàng này cho mục đích cá nhân của mình. Cô ta đã nảy sinh suy nghĩ này rồi. Theo quan điểm của Kazumi Kazoko, ngay cả tướng quân Matsushita cũng bị lòng tham làm mờ mắt. Cuộc chiến tranh Nhật Bản xâm lược Trung Quốc này, kết quả trong tương lai quả thực rất khó đoán. Cho nên, người được coi là đóa hoa của đế quốc Nhật Bản quyết định dùng 18 tấn vàng này vì danh dự cao nhất của mình trong quân đội cùng với tương lai của đế quốc Nhật Bản mà đấu tranh thêm lần nữa. Tần gia, Tần gia ơi, Tần gia, chúng tôi trở về rồi. Chúng tôi đã sự Kamakura. Sao vậy, Tần gia? Mọi người sao vậy? Bé ba, xảy ra chuyện rồi sao? Nguyên Phong, các người mở miệng coi. Đầu đá, bọn họ ở vùng ngoại ô đã bị bọn Nhật tấn công. Vậy anh thành của tôi, những người của đội cảm tử đều hy sinh hết. Ngày 13 tháng 8 năm 1937, chiến tranh bùng phát. Cha ơi, Vân Vân, sao con xuống đây? Bên ngoài đang có chiến tranh phải không? Đúng vậy con, người Nhật cuối cùng cũng ra tay rồi. Những người Nhật này cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mấy thằng khốn này. Hoàng Phong, em mau về nhà đi. Anh ơi, anh đi đâu thế? Anh đi đánh người Nhật. Tần gia, hãy bảo trọng. Đã đến lúc xử người Nhật rồi. Xử người Nhật. Cha phải làm gì đó mới được. Cha, Vân Vân, con cứ ở nhà đừng đi đâu đó. Cha đừng đi, bên ngoài quá nguy hiểm, cha không được đi.
Hôm nay hai người không được đi đâu hết. Tự do của tôi cũng không có sao. Thực sự không còn nữa. Phim được dịch Cha, Minh và Lồng Tiếng. Không sao. Phim TV. Anh Thiên Sơn, anh tỉnh lại đi. Anh đừng giúp người Nhật Bản nữa. Anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Anh, cha, còn có em nữa. Chúng ta mới là người một nhà mà. Các người canh chừng họ cho tôi. Dạ. Xin lỗi Vân Vân. Các đồng chí, người Nhật đã đánh Thượng Hải. Họ vơ vét của cải, tàn sát người dân. Bây giờ trong thành phố, mọi người ở khắp nơi, đặc biệt là người già và trẻ em, cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể không làm gì hết. Chúng ta chia nhau ra giúp đỡ họ. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn đấy. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Cha ơi, Vân Vân, dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng đừng sợ nhé. Con ở nhà đợi cha. Cha, xin lỗi Long Gia, thiếu gia đã dặn. Tránh ra, ông không được ra ngoài. Long Gia, Lão Vinh, chú Vinh, Lão Vinh, Lão Vinh, chú Vinh, Long Gia, tôi cố hết sức rồi, cố hết sức rồi. Lão Vinh, chú Vinh, Lão Vinh. Chú Vinh. Cha. Cha ơi, cha đi đâu thế? Cha tìm cái tên xúc sinh Thiên Sơn đó. Cha ơi, cha cẩn thận nhé. Anh không sao chứ? Anh ổn chứ? Các người qua bên kia. Đáng ghét. Đàn bà đáng ghét. Đồ khốn. Cô gái à, cô ổn không? Tôi ổn. Tôi. Ông Trần, sao lại là ông? Cô là? Tôi là Tống Cầm, vợ của Hoàng Phong. Cô là người nhà của Hoàng Phong mà. Tôi đưa cô về nhà. Không cần. Ông đi xử bọn người Nhật đi. Ông xử càng nhiều người Nhật thì chúng ta càng an toàn. Cô chú ý an toàn nhé. Tôi biết rồi. Được thôi. Ông cẩn thận đấy.
dọc theo tuyến đường đã định sẵn. Các người hãy đốt pháo hoa, quân Nhật sẽ theo đó mà tấn công. Các người hiểu chưa? Dạ hiểu. Hành động. Nhanh lên, các người nhanh lên. Phim được dịch, quyết ông đừng nói nữa. Tại Yikin TV. Ông mau rời khỏi đây đi. Cậu không sao chứ? Không sao, vẫn chưa ngủ. Có cần tôi đưa cậu về nhà không? Không cần, tôi tự về được. Tôi phải tìm tên xúc sinh Thiên Sơn đó. Chúng ta việc ai nấy làm. Ông cẩn thận đấy. Cậu cũng vậy. Trong trận chiến mà tất cả mọi người đều đoàn kết chống lại kẻ thù này, Trần Bá Long đã dùng hành động của mình để chứng minh cho Võ Hoàng Phi thấy lòng yêu nước của bản thân. Hai cha con trước kia từng là người xa lạ này đang dùng hành động thực tế của mình để hóa giải thù oán giữa hai người.
Bác sĩ, tôi từng học sơ cứu nên qua đây giúp đỡ. Đúng lúc chúng tôi đang thiếu y tá, cô đến kia nhận quần áo y tá đi. Ráng chịu tí, tôi đưa anh đến phòng phẫu thuật. Nhanh lên nào. Anh từ từ, nhanh, cẩn thận đấy. Cẩn thận nhé. Cô sao thế? Chị Tống Cầm. Đứa con của tôi. Hoàng Phong. Hoàng Phong ơi. Vân Vân. Cô sao thế? Cô bị thương ở đâu à? Cô bị sao vậy? Cô nói coi. Chị Tống Cầm. Tống Cầm bị sao vậy? Cô nói đi. Tống Cầm em ấy bị sao vậy? Cô nói đi, Tống Cầm bị gì rồi? Đứa bé không còn nữa. Đứa bé mất rồi. Em xin lỗi. Em không bảo vệ được con của chúng ta. Cô bé mít ướt. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cho dù gặp phải chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Bộ phim anh cắt ghép đến đâu rồi? Còn một xíu nữa là xong. Vậy anh không cần ở đây với em nữa. Anh mau quay về làm phim đi, Tống Cầm. Anh không về, anh muốn ở đây với em, Hoàng Phong. Bây giờ đã là lúc nào rồi, Võ Hoàng Phong? Chính là vì lúc này, chúng ta mới phải hoàn thành bộ phim của mình ngay lập tức. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta đã hứa rồi mà. Chúng ta phải biến Hoa Mộc Lan như một bản quốc ca. Phải biến nó thành khúc quân hành trong cuộc kháng chiến bảo vệ Thượng Hải. Anh quên rồi sao? Anh không quên, anh hứa với em. Nhưng em ở đây một mình thì phải làm sao, Hoàng Phong? Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc chị Tống Cầm. Anh yên tâm đi. Em đợi anh nhé. Nhờ cả vào cô. Hoàng Phong, sao em lại về đây? Em thực sự không yên tâm. Làm sao em có thể tiếp tục đợi ở bệnh viện được chứ? Anh xin lỗi. Anh làm việc. Có gì mà em không yên tâm chứ? Qua đây, ngồi xuống đi. Không phải là em không yên tâm anh, mà là em muốn chúng ta cùng làm. Như thế thì tiến độ mới nhanh được. Hơn nữa, em cảm thấy hơi lo lắng. Lo lắng gì chứ? Hoàng Phong, anh nói xem, tại sao người Nhật lại sai Châu Minh Văn đến cướp quận phim mà chúng ta quay dưới hầm chứ? Tại sao? Anh có nhớ Đỗ Mục có một bài thơ tên là Bạc Tân Hoài? Nước lồng khói tỏa, cát trăng pha, thuyền đỗ sông Hoài cạnh tiểu gia. Còn hát biết chi hơn mất nước. Bên sông còn hát khúc Đình Hoa.
Em muốn nói người Nhật muốn cuộn phim này trở thành nha phiến tinh thần để mê hoặc mọi người. Không sai. Em nghĩ người Nhật đang nhầm vào bộ phim mà chúng ta đã quay dưới hầm, cảnh tình yêu say đắm của các đôi trai gái. Họ muốn biến chúng ta trở thành con hát. Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ đạt được mục đích đâu. Cho nên em mới về đây giúp anh. Chúng ta buộc phải cắt ghép cho xong phim Hoa Mộc Lan thật sự trước khi bọn họ ra tay lần nữa, được không? Được. Tống Cầm. Phim được dịch thuyết minh và nổi tiếng tại iFilm TV. Hoàng Phong, xin hãy tha thứ cho hành động bất đắc dĩ của em. Em biết anh sẽ không để em hành động một mình. Em xin lỗi. Đây không phải là thời đại mà trai gái có thể yêu nhau. Kẻ thù độc ác hơn những gì chúng ta nghĩ. Người Nhật đã bắt đầu nghi ngờ. Có phần tử kháng Nhật trà trộn trong đoàn phim, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cho dù là Mộc Lan Tổng Quân hay là Báo Tuổi Trẻ, tất cả đều chĩa mũi dùi vào quân xâm lược Nhật Bản. Những thứ này cần có người đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nếu không tìm ra người này, rất có thể người Nhật sẽ bắt hết người của Võ Gia và Trần Gia. Như vậy, thiệt hại không chỉ có một người, hoặc là một tổ chức. Buổi công chiếu phim Mộc Lan Tổng Quân là vũ đài kêu gọi công khai của chúng ta, cũng là pháp trường mà người Nhật đã bày mưu tính kế từ lâu. Chúng ta không thể chịu đựng được sự hy sinh lớn như vậy. Với tư cách là một người vợ, một người chiến hữu, em không thể và cũng không đồng ý để anh mạo hiểm. Hay ta thân là nữ nhi, nhưng dám khoác chiến bào, cưỡi ngựa xông pha chiến trường, sớm là anh hùng hào kiệt, bảo vệ non sông, bảo vệ đồng bào, quyết đánh đuổi bọn ngoại xâm, trả thù nhà đền nợ nước. Hay lắm. Là con dân của non sông này, chỉ cần đánh đuổi được quân xâm lăng, dù có xuống suối vàng, ta cũng vui lòng. Hay, hay lắm. Rất hay. Đánh. Hay lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là bộ phim mà hôm qua tôi đã xem. Đúng vậy tướng quân, chắc chắn đã có người giở trò. Rõ ràng bọn chúng đang sỉ nhục đại đế quốc Nhật Bản chúng ta, vậy mà tôi phải đứng trơ mắt nhìn bọn chúng làm thế.
Binh lính của tôi đâu? Thưa tướng quân, bây giờ chúng ta không thể làm gì khác. Tại sao chứ? Bên dưới không chỉ có khán giả Trung Quốc, mà còn có rất nhiều phóng viên nước ngoài. Bắt người vào lúc này, thì ngày mai dư luận xã hội sẽ xuất hiện những điều không tốt về chúng ta. Tôi không quan tâm đến quá trình, tôi chỉ cần kết quả thôi. Vâng. Hay. Hay lắm. Rất hay. Tuyệt vời. Khi tiếng súng của người Nhật vang lên, Tống Cẩm đã không còn màng đến chuyện sinh tử của bản thân từ lâu rồi. Thứ cô lo lắng nhất lúc này là tính mạng của khán giả trong rạp. Kazumi Kazoko hành động điên cuồng như mất hết lý trí. Rất có thể cô ta sẽ trút giận lên những khán giả kém may mắn này. Vì vậy, cô ấy cần phải đứng ra hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ an toàn cho mọi người. Hoàng Phong, chồng của em, đồng chí của em, đừng trách em nhé. Sự hy sinh của em rất có ý nghĩa. Anh tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch nhé. Nếu anh làm thế, thì sự hy sinh của em sẽ không còn giá trị nữa. Cô Kazumi, tôi xin lỗi. Cô Kazumi, cô nghe tôi nói. Cô Kazumi, bộ phim đó. Tôi không muốn phí lời với cô. Hãy nói cho tôi biết, là Võ Hoàng Phi hay là Võ Hoàng Phong, hay là cả Võ gia, hoặc là Trần gia. Không phải cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều do một mình tôi làm, không liên quan đến ai cả. Bớt nói mấy lời cũ rích đó để lừa tôi đi. Cô nghĩ tôi không biết sao? Một mình cô có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao? Bây giờ tôi nhẹ nhàng bóp cò một cái thì cô sẽ lập tức trầu trời. Nhưng cô nghĩ thử xem, nếu như cô trầu trời mà bọn họ vẫn sống tốt, thì chẳng phải là quá bất công với cô sao? Bọn họ còn sống, đó mới là chuyện công bằng nhất. Mọi người hãy làm chứng cho tôi. Bộ phim Mộc Lan Tổng Quân này, Tống Cẩm tôi là người làm nên, không liên quan gì đến Võ gia và Trần gia cả. Hôm nay các người có thể lấy mạng tôi, sau này sẽ càng có nhiều người như tôi xuất hiện, cho đến khi đánh những kẻ xâm lược các người không còn manh giáp mà cút khỏi Trung Quốc. Chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng tôi. Cái mà các người gọi là đế quốc chẳng qua chỉ là một hòn đảo nhỏ với những giấc mơ viễn vông mà thôi. Câm miệng. Ngồi xuống. Đả đảo kẻ xâm lược.